Mỹ Linh xin chào mọi người nha. Bây giờ là ông xã mình chở hai mẹ con mình ra thành phố San Chan, ga San Chan để lấy xe lửa trở về Paris. Thì từ nhà ông xã mình ra thành phố San Chan là cũng mất 2 tiếng mấy xe ha. Và hiện nay nhiệt độ ở đây là âm 2 độ nha mọi người. Và trong khi đây mình đang là nói gọi là mùa xuân nha, ở bên Pháp mình đã gần cuối tháng 4 rồi ha. Trời rất là lạnh, thì trời lại âm u nữa. Bây giờ mình quay cho mọi người con đường đi đến nhà ga San Chan nha. Này, con đường đi qua những đồng cỏ và những ngôi làng để đến San Chan. Đồi núi ha, trùng trùng điệp điệp với nhà ở làng quê là vậy đó. Những cái đồi nhà trên đồi núi đó mọi người. Puis tournez à gauche. Là, 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 có những bò được thả ra phía ngoài rồi đó. Đây nè, có những con bò thả ra ngoài cánh đồng. Thì tụi mình chạy ngang qua địa phận của tỉnh Haute-Loire. Tài xế đang lái xe. Tập trung lái xe. Con nhà trên con đường làng ha, đi ngang qua là cũng đi ngang qua một thành phố, cái làng trên con đường ha, một cái làng thì đúng hơn tại nó chỉ có mấy căn nhà ở đây thôi. Đây thì vẫn đồi núi ha, nhà gạch hồi xưa nữa. Đằng xa xa mọi người thấy đang bò đang thả nè ha, thả chăm cỏ, họ chia ra những cái khoảng đất để cho bò ăn cỏ, từng khoảng ăn hết chỗ này lại lùa qua chỗ kia ha. Và những con bò có màu trắng màu nâu là bò nuôi để lấy sữa, bò có màu nâu giống như nhà chị chồng mình nuôi á, là bò nuôi lấy thịt. Những cánh đồng nuôi bò nè ha, bát ngát xanh ngát ha. Đi ngang qua địa phận của thành phố Costa Rosa. Đi ra hết bộ phận mà thấy cái bảng tên không? Nó gạch đó, có nghĩa là đã hết bộ phận của Costa Rosa. Để cái giữa cái bụng bình mà không? Đây là cái cánh đồng mà vàng nâu. Tiếp tục con đường, các nhà xây dưới đường ha. Họ đang cào đất nè, ông xã mình nói là chuẩn bị để trồng lúa mì nè. Là mùa xuân trồng lúa mì rồi, đến tháng 10, tháng 11 để thu hoạch. Những cánh đồng cào đất màu nâu là đang chuẩn bị rải lúa mì hoặc đã rải rồi. Cảnh rất thơ mộng. Mình chụp một tấm hình nha, đẹp đẹp quá. Hai con ngựa đang ăn cỏ trên đồng cỏ. Xung quanh là mọi người thường thấy có những cái trạm nghỉ chân như vậy ha, họ để ghế đá hay ghế gỗ cho mọi người ngồi, cho mọi người dừng xe ngồi lại ở đây một bên đường hông đường ha, xong từ đó lại đi ra ngoài đường, bắt đầu chạy ra ngoài đường nghỉ chân dọc đường đây. Ngang này cánh đồng hoa rất đẹp, hoa côn da, hoa làm dầu côn da.
rất thích những cái nhà đá vậy, rất là dễ thương. Nhà đá gọi là Pierre Meulière. Meulière. Đang đi vào Envelée là cho mọi người coi cái đường này vẫn còn là Route National, trên National 88 bên Tây nó gọi là đường quốc lộ ha, và đường lớn hơn nó gọi là đường xa lộ. Đường xa lộ là đường cao tốc đó, còn này đường quốc lộ thôi là đường National, không phải đường lớn. Cái đường đi này thì không phải trả tiền cầu đường nha mọi người. Đường xa lộ thì mới phải trả tiền cầu đường, còn đường quốc lộ National không phải trả tiền cầu đường. Con đường này thì chạy 110 cây số một giờ. À đây thì 190, có một đoạn, có đoạn thì 110, 110 cây số một giờ, có đoạn thì 90 cây số một giờ, đây là đoạn 90 cây số một giờ. Đường khá mới ha, còn làm sạch sẽ ha. Trước mặt mọi người là thành phố Puy, nhưng mà tụi mình chỉ đi qua thôi chứ mình không có dừng lại. Thì cũng như mình nói là thành phố Puy nổi tiếng về cái long ti xanh, là một cái hạt giống hơi na ná giống hạt đậu xanh của mình nha, mà không phải là đậu xanh. Ở đây bên Pháp họ hay làm những cái tường đá hay tường gỗ như vậy cao nè, để cách âm ở những cái đường mà xe chạy, nó tường gỗ nè, để sao để tránh những cái âm thanh với lại cái ô nhiễm từ xe hơi nó bay vào trong thành phố. Cách âm đó, cái tấm bên tay phải mọi người là cái tấm cách âm ha. Chạy phía trước mọi người nè. Con hồ Alpin mà nhìn tưởng xe bò, xe đẹp ha. Bò nâu là bò thịt. Và đây là những bò trắng. Vache blanc c'est pour lait. La viande, la viande. Bò trắng này cũng là để bò trắng là cũng là để thịt. Xã nói. Con đường quá. Đây là những con bò sữa nè, lớn trắng, lớn nâu là bò sữa. Saint-Étienne, đã đi vào tới Saint-Étienne rồi đấy. Saint-Étienne là một thành phố lớn ha. Thấy những cái nhà trọc trời rồi đó. Thì con ơi mớp thì sao? 300 mét. Đây là hướng đi ra nhà ga của Saint-Étienne nha, chứ không phải là vào thành phố. Đây cũng có nhà đá nè. Đầu tiên đến đây mình cũng biết là nhà ga ở đâu, có thể là đây. À, peut-être en face là nó. Chắc là đây quá. C'est pas là de transport. C'est pas de transport. À, đây nhà ga đây. Đây nhà ga của nó. Đây nhà Saint-Jean đây. Mais le temps tout ça. Nhà ga Saint-Jean. Thì không là ga ici. C'est la bonne gare au moins. Oui, bonne gare. Đây, il y a pas une place pour bien. Cũng lớn. Xe chen này nó cũng có xe điện ở đây. Nhà ga, cái kiến trúc khá đẹp ha. Le construction de la gare, c'est bien. Ở đây phải đợi cái xe ra rồi mới đậu xe vô được ha. Mà kiếm được chỗ đậu, mà đây chỗ đậu xe phải trả tiền nha. Trên đường nó ghi bay dân là phải trả tiền. Nhà ga rất là đẹp. Nhà ga rất là lớn. Mà kiến trúc rất đặc biệt ha. Đây là phía trước của nhà ga của Saint-Jean ha. Mình thấy có xe buýt nè, đây có xe điện nè. Thành phố này khá là tiện nghi ha. Rồi ga, nhà tham là Ben Tham ơi. Nhà có xe điện đậu ngay trước nhà ga. Tê đơ. Ok. Và xung quanh đây cũng có hotel ha, và nhà ăn này. Con trai đang đợi.
C'est peut-être un grand bâtiment là ou pas? Il y a un magasin. Ouais. Casino. Đây là cái trụ sở chính của công ty mình ở thành phố San Jose và Lâm Đồng mới tới đây nha. Mình mới biết. Quá trời lớn luôn ha. Trụ sở của nó thì có nhiều nơi. Ở nhiều nơi trên nước Pháp. Đây cũng là trụ sở chính. Oh, quá trời lớn đây. Đây là mấy cái xe tham. Tu veux ton bureau là? Ah, c'est grand. T'es premier arrivé, premier servi. Appartement loué. Là cũng lớn quá trời, c'est grand ici. Đây có cái nhà ga phía gần này, cái tường làm rất là đẹp. Và McDonald's aussi đó đó. Của McDonald's đây nè. Xí nhà McDonald's. À, nhà ga. Gare Saint-Étienne. Mình đi vào đây đợi giờ xe chạy, xe lửa hiện kê thì sẽ đi vô. Bây giờ lòng thuốc đó, c'est grand ici. Et devant c'est le bureau du groupe casino. À, hôtel xa lớn. Trong đây là cũng có bảng chỉ dẫn đề bạc là khởi hành ha, arrivé là đến. Thì mình coi cái xe lửa cái giờ đi, cái nó hiện cái kê lên thì mình đi theo cái kê đó. Chỗ đây là bán bánh mì thức ăn ha. Ông xã đang mua bánh mì. Đường đi ra nhà ga xe lửa đây. Khá rộng. Ở nhà ga thì họ bán bánh mì thịt sẵn, bán bánh sẵn nè. Để ra thì trích tu phê của xe tê. Ở đây là hiện cái đường chữ CDF ha. Khi nằm ở cái bảng trên nó hiện lên chữ cái số của cái đường kê thì mình phải đi theo cái hướng này. Trong nhà ga là cái nhà vệ sinh hết ở đây ha, theo bảng chỉ dẫn nha. Đây là chỗ bán bánh nước gì đó ha, bằng máy ha. Con đi. Nhà đây lớn quá. À, đây ở dưới đây là cái chợ casino bán đồ ăn. Xung quanh ga cũng rất là tiện lợi. Cái nhà này xây kiến trúc ngộ ha. Đặc biệt độc đáo. Rất là ngộ. Chào mọi người nha, Mỹ Linh xin chào mọi người nha. Bây giờ mình đã đến ga Saint-Jean và hai mẹ con mình sẽ lấy xe lửa về Paris thứ hai là ngày mai. Mình đi làm và con trai sẽ đi học cũng như là hết kỳ nghỉ xuân rồi. Xin chào mọi người và đừng có quên cho mình một cái like. Và nếu các bạn có muốn comment cái gì đó nói hay cái gì đó thì cứ việc nói ha. Mình xin ghi nhận ý kiến của các bạn nha. Chào, hẹn video sau. Mỹ Linh chào mọi người. Chào. À, cái steel ghế ngồi rất là đặc biệt ha. Này không? Kiểu trồng bông trong chậu rất là đặc biệt ha mọi người. Ghế ngồi nè. Bây giờ đang đi vào cái xe lửa đây. À, đi kiếm cái chỗ cái chỗ để bên đây, sao cô tê. Đi kiếm chỗ ngồi. Sunset. Ta, đây xong thoa xong cắt là 103 liễu xì là 103, 104 xì là 2 chỗ ngồi vô trong. À, có chỗ cắm điện để tải điện telephone nữa. À, xịt nha. Bàn để ăn và nước. À, ok. Ở đây có chỗ để túi sách trên kệ. Con gái muốn đi coi trong toa xe lửa. Chỗ ngồi. Cái này là hàng ghế 4 người ngồi chung với nhau. Thì để cái bàn giữa cho 4 người. Hai mẹ con ngồi đây. Bảo là nous sommes bien dans le train Ingui. Dans ce train là il y a une table. Manger là voir. Et en plus il y a une prise mais je fais pas attention, il y a une prise aussi dans le train pour charger tes phones. Có luôn cái đồ cắm điện sạc tes phones mà mình không biết là mình mua có sẵn.
Et nous sommes départ à Gare Saint-Étienne, Château-Creux, à Paris, Gare Lyon. Từ đây mình đi đến Gare Paris, Gare Lyon. Và còn sớm mình đi quay, có luôn cả cái đèn để ít như đây. Ah, c'est bien ça. Y a lumière pour lire les choses. Chỗ này là để vali ha, hành lý. Và con trai mình nói là nó có chỗ bán đồ ăn ở đây. Mình nói không đi xa. Đây cũng là một chỗ khác để hành lý ha. Qua. Đây là mình ở tầng trên. Ở ngoài đây thì có cầu thang đi xuống tầng dưới ha, gọi là tầng trệt. Và nous sommes au premier étage. Il y a rez-de-chaussée aussi. C'est propre ça. Đây, tàu thì mình đem theo nước và mua theo một cái bánh mì sandwich. Đây là bánh mì jambon beurre, sandwich jambon beurre của công ty Nam Lộc Hà. Là tàu sắp xuống chạy rồi. Thì nó báo cái cho mình cái số kê 30 phút trước khi giờ khởi hành ha. Con trai nó có chỗ này bấm để cho có đèn. Là lumière luôn. Là. C'est le bouton juste là. Le bouton. Đó, d'accord. À, con trai nó bấm có đèn ở đây. À, đúng rồi, đây là có bấm để có đèn. Bấm đèn. À, đây để bấm để có đèn đọc sách là gì nè. À, bật tắt. Hay ha. À, đây có cái kéo xuống, khi nào trời nắng chiếu thì mình sẽ kéo video lại cho nó không có gì. Dĩ nhiên là trong xe lửa tốc hành này thì cũng như còn sẽ được phát là có máy lạnh và máy sưởi ha mọi người ha. À, bấm cái nút này à là để nâng cái ghế lên, nâng cái ghế xuống. À đã có. À oui. À. Oh d'accord. Ah oui, c'est bien pratique. Oui, ah oui, d'accord. Ça descend monter la chaise. À, con trai nó thích lắm, nó bảo là cái tàu lửa này tiện nghi. Trả vé tàu này là 53 euro một người nha. Con trai mình nó xếp vào 13 tuổi là người lớn rồi. 53 euro một người. En plus, ça dérange pas là. Numéro 4. Afin de faciliter votre arrivée sur Paris Gare de Lyon, des tickets de métro sont disponibles à la vente à la voiture bar. Voilà. Là sur le train, ils vont dans le wagon. Đây là những món ăn bán trong cái tòa xe lửa thức ăn. Cho mọi người coi giá. C'est bien ça. Đó, đồ ăn giá cho xe lửa. Nhiều không? Plein de plats choisis. Phim cho coi và trò chơi cho trẻ em coi. Khi mà đi vào cái seat in view của cái xe lửa ha. Mais par contre, vào ça marche pas quand on est à l'extérieur du train, je pense. D'accord. Ça c'est le site in view sur le train qu'on contacte à internet. Donc ils donnent des films à regarder et jeux un peu comme dans l'avion quoi, un peu comme dans l'avion. Voilà. Giống như trên máy bay. Coi như cho mình coi những cái phim trong lúc xe chạy và những cái trò chơi cho trẻ em rất là hay nhé. Và đây xin chào mọi người nha, hết video rồi và hẹn video sau. Chào mọi người.